Tháng 5 vừa qua, Cần Thơ bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Trái hẳn với những lo toan trước đây của các nông hộ là trúng mùa nhưng mất giá, thì cho đến thời điểm này, nhiều địa phương đã xuất bán với mức giá chấp nhận được. Trong đợt này, toàn địa bàn thành phố Cần Thơ đã thu hoạch trên 17.300 tấn sầu riêng các loại. Điều đáng mừng là giá bán tuy không cao như ở đầu vụ, nhưng cũng đạt mức 52-55.000 đồng một ký đối với loại trái xuất khẩu như ri sáo và mỏng thon. Với giá này, chắc chắn bà con nông dân đã có lợi nhuận. Hơn nữa, năng suất cũng tăng giọt lên 9,6 tấn một hecta. Sầu riêng này là nó mang lại cho bà con là rất kinh tế rất cao. Và hiện năm nay là do sầu riêng này là mà thành viên là coi như là háo hứng về vấn đề sầu riêng. Giá cả hôm nay quá ok. So như mọi năm thì hôm nay rất đạt. Xã Trường Thành có diện tích trồng sầu riêng là 800 hecta trên tổng số 2.900 hecta của toàn thành phố. Chưa dừng lại ở đó, địa phương đang tiếp tục vận động các nông hộ cải tạo vườn tạp để nâng diện tích trồng sầu riêng lên ít nhất 1.000 hecta. Chuyển qua trồng sầu riêng thì hiện nay sầu riêng tôi được 8 năm. Thì khoảng 1 hecta thì ngoài bỏ chi phí ra đó thì bán khoảng tỷ. Vì tình hình cái giá cả năm nay thì phải nói là cái giá cao. Nếu so với những năm trước, nhưng mà để phát huy được này thì phải nói hiện nay đó thì đối với chính quyền địa phương cũng rất quan tâm, cũng đang là yêu cầu những bà con mà những cái vườn mà không mang hiệu quả đó cũng nên chuyển đổi, thì cái này đó chính quyền địa phương rồi kể cả là đoàn thể của xã là rất quan tâm vấn đề này. Hiện Cần Thơ đã thực hiện được 8 mã vùng trồng sầu riêng để xuất khẩu. Tuy diện tích chưa nhiều nhưng qua đó đã nâng cao ý thức của các nông hộ trong việc tạo ra nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của đối tác. Thật tình là tôi là một người nông dân rất là phấn khởi. Để lý do là vấn đề á, là được cái mã vùng này để mình sử dụng theo cái quy trình, rồi phân bón hữu cơ, giảm chi phí hóa học lại khoảng 75%. Mình chỉ dùng hóa học là 25% trong một năm một vụ để cho nông sản mình sạch và chính ngạch để mà xuất khẩu qua Trung Quốc. Khi sản phẩm của mình, của em hay là của tất cả chúng ta đi mà sản phẩm ra chất lượng thì mình mới trụ vững được, còn nếu như sản phẩm của mình ra không chất lượng thì nó không bao giờ trụ vững được ở trên một cái thị trường, bất kể là dù là thị trường của nội địa, người ta cũng sẽ đào thải thôi. Theo ước tính, trong tháng 6, tháng 7, diện tích sầu riêng cho trái của Cần Thơ còn 1.256 hecta, nhưng sản lượng chỉ còn khoảng 11.000 tấn. Các nông hộ mong là giá cả sẽ tiếp tục được ổn định từ đây cho đến cuối vụ.